Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kinh nghiệm Android của TeenCoder. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại cái loạt bài Android Tutorial. Ở bài trước, bài số 15 thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách mà chúng ta thực hiện refresh layout với một thằng có tên là Swipe Refresh Layout trong Android. Thì bạn nào mà chưa xem thì các bạn vào lại cái danh sách phát của mình để theo dõi lại nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thằng có tên là ViewPager 2 trong Android. Thì khi nhắc đến cái thằng ViewPager ấy thì chắc rất nhiều bạn đã quá quen thuộc rồi. Chúng ta vẫn thường thao tác cái thằng ViewPager với thằng Fragment. Trên cái kênh YouTube của mình ấy, thì mình cũng có một số cái video. Đây mình ví dụ như là cái thằng trong cái loạt bài Android Tutorial bài số 09 của mình thì mình có thao tác ViewPager, Fragment và thằng Tab Layout. Hoặc là cái bài đây, bài số Android Tutorial số 03 thì mình có thao tác ViewPager, Fragment và thằng Bottom Navigation View. Tuy nhiên là cái thằng ViewPager 2 này này, đây là một cái mà nó cung cấp phát hành trong cái Android và nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái tiện ích hơn cái thằng cũ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là những cái điểm cải tiến cũng như là những cái option nó hỗ trợ thêm cho chúng ta. Ok, trong cái thằng cũ thì chúng ta cái direction, tức là cái hướng chuyển page, là chúng ta chuyển page là từ left to right, tức là chuyển page như thế này đó. Ok rồi, cái orientation ở đây đó chính là theo chiều ngang như thế này. Và cái page transformer, tức là cái hiệu ứng chuyển page ở đây, thì nó sử dụng cái hiệu ứng normal như thế này thôi. Ok, tuy nhiên trong cái thằng ViewPager 2 nó có support thêm cho các bạn rất nhiều những cái option tiện ích hơn rất là nhiều để cho phù hợp với lại cái dự án của các bạn. Mình ví dụ như cái điểm đầu tiên nó cải tiến hơn thằng cũ, đó là cái direction, thì nó không chỉ support left to right mà nó còn support right to left. Đây mình ví dụ như mình chọn right to left này. Bây giờ các bạn sẽ chuyển page từ đây fragment 1 này, các bạn sẽ kéo sang bên này. Đó, fragment 2, fragment 3. Ok, đấy là right to left. Rồi, tiếp theo là cái orientation, thì nó ngoài cái support theo chiều ngang như thế này thì nó còn support cho các bạn theo chiều dọc nữa. Đây mình sẽ chọn là vertical. Đây các bạn để ý này. Ok. Đó, rất là tiện. Rồi, đây mình sẽ chuyển lại cái thằng này về cái như thế này. Cuối cùng là cái page transformer, tức là cái hiệu ứng chuyển page, thì cái thằng ViewPager 2 này nó support cho các bạn một số những cái hiệu ứng rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Đây, đầu tiên đó là cái thằng zoom out. Đây mình ví dụ như mình chuyển page này, các bạn để ý này. Đó. Ok, đây mình làm chậm thôi. Đó, còn khi làm nhanh thì nó sẽ như thế này, nó rất là đẹp. Ok. Cái hiệu ứng thứ hai, tức là cái hiệu ứng theo chiều sâu như thế này. Đây, các bạn để ý. Ok. Rất là đẹp. Đó. Thì đây cái ViewPager 2 này, đây là ba cái điểm mà mình thấy rằng nó cải tiến vượt bậc nhất so với lại cái thằng cũ. Thì làm thế nào để chúng ta thiết kế được một cái thằng ViewPager 2 trong Android như thế này thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào code. Ok. Đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một cái project mới trong Android. Ở đây thì mình tạo rồi, mình đặt tên là ViewPager 2 Android Tutorial. Chúng ta hãy tìm hiểu cái thư viện mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái video. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái thằng ViewPager 2 của thằng Android. Cái link của cái này mình sẽ để dưới phần mô tả dưới video để cho các bạn tiện theo dõi lại nhé. Đây, mình sẽ copy cái này. Chúng ta sẽ thực hiện config thư viện trong Gradle script này, build Gradle của ModuleNAT. Chúng ta sẽ config thư viện trong cái dependency. Đây, mình sẽ paste vào đây. Rồi mình ấn sync now để cho Tooncode Android Studio nó import cho chúng ta cái thư viện. Rồi, vậy là nó đã import xong cho chúng ta cái thư viện. Đây, chúng ta sẽ quay trở lại cái tutorial này. Đầu tiên là các bạn cần phải thiết kế cho mình ba cái fragment để chúng ta set lên cái thằng ViewPager 2. Đây, chúng ta tạo fragment thì chúng ta sẽ vào phần code này. Đây, các bạn chọn new. Các bạn chọn fragment. Ở đây thì mình sẽ chọn là fragment blank. Ở đây nó có nhiều option, tuy nhiên là mình chỉ chọn cái option đầu tiên, tức là nó create cho mình một cái layout XML tương ứng thôi. Ở đây thì mình sẽ đặt tên. Mình ví dụ như ở đây mình đặt là fragment 1 như này cho nó đơn giản. Ok. Mình nhấn finish. Ok. Rồi, đây chúng ta sẽ vào trong cái thằng layout này, chúng ta chỉnh sửa một chút. Đây, các bạn để ý cho mình này. Đó. Ở đây thì mình sẽ set cho nó một cái background. Đây mình ví dụ như ở đây mình sử dụng cái màu đây, orange dark như này chẳng hạn. Ok. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một thằng linear layout cho nó đơn giản. Đó. Orientation mình sẽ để là vertical. Trong thằng này thì mình sẽ có một cái thằng text view. Mình ví dụ như ở đây mình set cho nó một cái text này. Đây, nó là fragment 1 như thế này thôi cho nó nhanh. Ok. Text color thì mình sẽ để là màu trắng này, text size thì mình sẽ để ví dụ như là 30 fp như thế này. Rồi, mình sẽ để cái width của nó là wrap content. Cái height của nó cũng là wrap content thôi.
Đó, ở đây thì mình sẽ căn chỉnh nó một chút. Mình sẽ sử dụng cái layout gravity, mình sẽ để là center horizontal như thế này. Đó, mình sẽ margin top mình ví dụ như là 10 dp. Ok, rất là đơn giản. Rồi, với hai cái fragment còn lại thì các bạn có thể tạo bằng cái thằng Android Studio giống như cái thằng đầu tiên cũng được, nhưng ở đây mình sẽ copy cho nó nhanh. Ok, ở đây mình sẽ copy cái fragment 2 này. Ở đây thì chúng ta chỉ đổi text thôi và đổi background của cái thằng này. Ví dụ như mình ở đây mình sẽ sử dụng một cái màu blue. Oh sorry. Blue. Như này, fragment 2. Ok. Rồi, chúng ta có fragment 3. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái màu ví dụ như là green đi. Đó, chúng ta đổi text fragment 3. Đó, vậy là chúng ta đã xong ba cái layout của ba cái fragment. Bây giờ thì chúng ta tương tự chúng ta sẽ copy cái file Java của nó. Đây, chúng ta sẽ đổi tên là fragment 2. Đây, chúng ta thay thế cái XML tương ứng và fragment 3. Ok, đó, vậy là chúng ta đã xong bước đầu tiên. Bước tiếp theo là khi các bạn thao tác với thằng ViewPager ấy, thì các bạn nghĩ ngay là các bạn cần phải thiết kế một cái adapter, đúng không? Đây, chúng ta sẽ tạo một cái adapter này, các bạn chọn New Java Class. Ở đây mình sẽ đặt ví dụ như là ViewPager 2 Adapter. Mình nhấn OK. Đó, thằng này thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ extend từ một cái thằng. Đây, các bạn gõ cho mình fragment state adapter. Đây, các bạn để ý này, nó sẽ mở ngoặc ở đây cho chúng ta là android.viewpager2.adapter. Thì các bạn sẽ chọn cho mình cái này. Đó, ok. Rồi, sau khi mà extend từ thằng này nó sẽ báo đỏ, các bạn ấn on enter. Nó sẽ bắt chúng ta implement lại hai cái method. Đây, chúng ta implement, đó là create fragment và get item count. Rồi, nó vẫn báo đỏ, các bạn tiếp tục ấn on enter, nó sẽ bắt chúng ta create một cái hàm constructor. Đây, ở đây thì nó có ba cái hàm constructor. Đây, ở đây thì mình sẽ chọn hàm constructor đầu tiên, tức là tham số truyền vào, đó là một cái thằng fragment activity. Rồi, đây chúng ta sẽ xử lý hai cái hàm này. Đầu tiên là get item count thì các bạn sẽ return cho mình cái số lượng tab để các bạn set lên cái thằng adapter ấy. Ở đây thì mình có ba thằng, cho nên là mình sẽ return ra cái này là 3. Rồi, đến cái thằng create fragment này thì các bạn để ý cho mình nó có một cái tham số position. Đây, chúng ta sẽ xử lý cái thằng này với thằng switch key. Đây, các bạn truyền position vào đây. Rồi, nếu như là cái thằng đầu tiên thì các bạn sẽ return cho mình cái thằng fragment 1, new fragment 1 như thế này. Ok. Rồi, tương tự với hai thằng kia. Nếu như mà cái position của nó bằng 1 thì chúng ta sẽ return fragment 2. Rồi, đây là 2 thì chúng ta sẽ return ra fragment 3. Đó. Còn nếu như mà nó không nhảy vào ba cái này thì các bạn return null như này cũng được. Đấy, chúng ta đã xử lý rất là nhanh xong cái thằng ViewPager 2 adapter. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái thằng main activity này để chúng ta thiết kế cái adapter cũng như là cái giao diện chính của cái tutorial. Đây, chúng ta sẽ có 1 2 3 cái view group như thế này. Ok. Rồi. Đây, các bạn sẽ vào trong cái thằng activity main này. Ở đây cái đây mình sẽ kéo cái này ra một chút cho nó rộng. Ở đây thì mình sẽ không sử dụng cái này mà mình sẽ sử dụng một cái thằng linear cho nó đơn giản. Ok. Cái orientation mình sẽ để là vertical. Đây, mình sẽ xóa cái thằng text view nó gen cho chúng ta đi. Đó. Ok. Rồi, ở đây thì mình trong thằng này thì mình sẽ thiết kế như sau. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo một cái linear. Width của nó mình sẽ để là mask barren, hết thì mình sẽ để là wrap content. Orientation vertical. Đây, ở đây thì mình sẽ thực hiện là padding 10 dp. Đây, chúng ta sẽ thiết kế ba cái view group ở trong này. Đầu tiên là chúng ta có một cái text view title, mình sẽ để là wrap content. Đây, text color mình sẽ để ví dụ như là màu xanh như này nhá. Mình sẽ set cho nó một cái text đầu tiên, đó là direction. Direction. Ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ thiết kế một cái radio group. Đây, chúng ta sẽ chọn radio group này. Width thì mình sẽ để là mask barren, hết mình để là wrap content. Cái orientation của cái thằng view group này mình sẽ để là horizontal. Đó. Trong thằng này thì chúng ta sẽ khai báo hai cái radio button. Đây, ra các bạn gõ radio button này. Mình để wrap content thôi. Ở đây mình sẽ set cho nó một cái text đầu tiên. Đây, các bạn để ý này. Chúng ta sẽ left to right và right to left. Left to right như thế này. Ok. Ở đây thì mình sẽ thực hiện mình sẽ margin top 5 dp.
Đó, cho nó đẹp một chút. Rồi, ở đây thì mình sẽ đặt cho nó một cái ID. Đó là Radio Button Left to Right. Tương tự, mình sẽ copy cái này. Đây, mình sẽ đổi ID của nó này. Right to Left. Rồi, ở đây thì mình sẽ đổi text tương ứng thôi. Right to Left. Như thế này, ok. Mình sẽ margin start 10 dB. Đó, rất là nhanh. Chúng ta đã xong cái radio group đầu tiên rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ copy nhá, cho nó nhanh. Mình sẽ copy cái này. Đây, ở đây thì chúng ta có một cái radio group thứ hai. Ở đây thì mình sẽ thực hiện margin top 10 dB. Text ở đây, text ở đây thì chúng ta sẽ set là orientation. Ok. Rồi, ở đây thì nó có hai cái option, đó là vertical và horizontal. Đây thì mình sẽ thay thế tương ứng thôi. Vertical, horizontal. Ok. Rồi, cái này thì mình cũng thay thế tương ứng. Horizontal, vertical. Đó, rất là nhanh. Ok. Rồi, cái cuối cùng là cái page transformer. Thì cái này thì mình copy cái này thôi. Đó. Rồi, mình sẽ đổi text cái này. Page transformer như thế này. Ok. Rồi, ở đây thì nó sẽ có ba cái radio button, cho nên là mình sẽ copy thêm một cái nữa. Rồi, mình sẽ đặt tên. Đầu tiên đó là normal như thế này. Ok. Tiếp theo là chúng ta có một thằng zoom out. Đó. Và cuối cùng là một thằng deep như thế này. Đó. Ok, rất là nhanh. Đây, chúng ta sẽ thay thế từ ID tương ứng thôi. Rồi. Cái này sẽ là zoom. Và cái này sẽ là normal. Đó. Ok. Rồi, ở dưới này thì chúng ta sẽ khai báo một cái viewpager 2. Đây, các bạn sẽ chọn cái thằng viewpager 2 này. Đó. Width của nó thì các bạn sẽ để là mask parent cho mình. Hết thì cũng để là mask parent luôn. Đây, chúng ta sẽ đóng ngoặc như này cho nó gọn. Ok. Ở đây thì mình sẽ đặt cho nó một cái ID. Mình sẽ đặt là viewpager 2. Ok. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đây, cái này là cái là chúng ta sẽ set ba cái fragment lên trên chỗ này. Rồi, bây giờ sau khi mà thực hiện khai báo view xong thì chúng ta sẽ vào trong cái file main activity này để chúng ta ánh xạ view và chúng ta xử lý sự kiện. Đây, đầu tiên thì các bạn sẽ khai báo cho mình một cái thằng viewpager 2. Đây, mình sẽ đặt là viewpager 2. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ba cái radio group. Radio group này, mình sẽ radio group 1. Ồ, hình như là mình chưa đặt tên, mình chưa đặt ID cho radio group thì phải. Đúng rồi. Đây, ở đây thì mình sẽ đặt cho nó ID. Đây, radio group 1. À, đây sẽ là 2. Và dưới này sẽ là 3. Đó. Ok. Rồi, chúng ta quay lại cái thằng main activity. Chúng ta có ba cái radio group. Đây, mình sẽ copy cái này nhé. 2 và 3. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ánh xạ view thông qua file view by ID. Đây, các bạn thực hiện bình thường thôi. Bằng file view by ID r.id viewpager 2. Đó, tương tự với lại ba cái radio group. Đây. Radio group 1 này. Radio group 2. Đây là radio group 3. Ok. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn để ý cho mình là khi mà vào ứng dụng ấy thì chúng ta sẽ set luôn cái giá trị của nó, thì chúng ta sẽ set luôn cái giá trị mặc định của cái thằng radio group ấy. Đây, chúng ta sẽ radio group 1 thì chúng ta sẽ set check này, chúng ta sẽ r.id. Mình sẽ check cái thằng radio button, đó chính là left to right trước, tức là làm cái giá trị mặc định.
Rồi, với cái thằng Radio Group 2 thì mình sẽ chọn cái giá trị mặc định của nó là horizontal nhá. Chấm Radio Group horizontal như thế này. Thằng thứ ba, đây mình sẽ set mặc định cho nó là r.id.radio.bottom.normal. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ set cái thằng bây giờ chúng ta sẽ dùng cái thằng ViewPager adapter mà chúng ta thiết kế này. Đầu tiên là các bạn khai báo cho mình. Đây, chúng ta sẽ khai báo cho mình một cái thằng ViewPager 2 adapter mà chúng ta thiết kế. Các bạn đặt tên sẽ bằng new ViewPager 2 adapter và tham số truyền vào ở đây. Đó chính là một cái thằng fragment activity. Đây, các bạn để ý cái hàm constructor mà chúng ta tạo lúc nãy này. Đó. Đây, cho nên là chúng ta sẽ truyền zip vào đây. Rồi, thì sau khi có thằng này rồi thì các bạn sẽ set adapter cho cái thằng ViewPager này. Chấm set adapter và các bạn sẽ chuyển cái ViewPager adapter vào đây. Ok. Đó, rất là nhanh. Rồi, bây giờ sẽ là đến cái phần mà chúng ta xử lý. Khi mà các bạn lựa chọn các cái option khác này thì chúng ta sẽ tùy chỉnh cái setting của cái thằng ViewPager này. Đây, đầu tiên với cái thằng Radio Group 1 này thì chúng ta sẽ sử dụng cái, đây chúng ta sẽ set on checked listener, các bạn new, các bạn ấn Ctrl cách. Đây chúng ta sẽ sử dụng một thằng Radio Group on checked chain listener như thế này và chúng ta sẽ xử lý trong cái hàng mà chúng ta phải override. Ok. Đây các bạn để ý cho mình. Ở đây nó có một cái checked ID, tức là nó sẽ xác định cho các bạn là cái ID mà các bạn đang chọn ở trong cái thằng Radio Group này là cái thằng nào. Thì chúng ta sẽ xử lý. Đây, chúng ta lại switch này. Cái thằng ID này. Đó. Ok. Cây, cái cây đầu tiên đó chính là r.id.radio.bottom. Là đầu tiên đó chính là left to right. Oh sorry. Radio bottom left to right này. Đó. Các bạn xử lý như thế nào thì chúng ta sẽ break. Ok, mình sẽ copy cái này ra. Cái thằng thứ hai sẽ là thằng right to left. Right to left. Ở đây thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Cái direction của cái thằng ViewPager 2 này này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thuộc tính. Đây các bạn gõ ViewPager 2 chấm set layout direction. Ok, các bạn ấn Ctrl cách. Ở đây nó sẽ gợi ý cho các bạn những cái thuộc tính. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái thằng left to right. Ok, tương tự ở dưới này ViewPager 2 chấm set layout direction, chúng ta sẽ chọn cái thằng right to left. Đó, vậy là xong cái thằng Radio Group đầu tiên. Đến cái thằng thứ hai này thì cũng tương tự. Đây mình sẽ copy nhá cho nó nhanh. Mình thay thế cái này là 2 này. Ở đây thì chúng ta sẽ thay thế ID tương ứng. Thằng đầu tiên nó là thằng vertical và thằng tiếp theo sẽ là thằng horizontal như thế này. Đó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính gì? Các bạn gõ set orientation. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng viewpager2.set orientation, các bạn ấn Ctrl cách. Sẽ gợi ý cho các bạn những cái tham số. Chúng ta sẽ chọn cái đầu tiên là vertical. Cái thứ hai, đây mình sẽ copy. Ở đây thì mình sẽ chọn là horizontal. Ok. Rồi, đến cái cuối cùng là cái view group 3, là cái mà chuyển page ấy. Thì mình sẽ thực hiện như thế nào? Đây, mình sẽ đầu tiên thì mình cứ copy cái này ra đã. Mình sẽ xử lý sự kiện đã. Ok. View group 3 này chúng ta có 3 cái radio button cho nên là mình sẽ copy thêm một cái nữa. Đó, mình sẽ xóa cái phần này đi. Rồi, ở đây thì mình sẽ thay thế tương ứng. Thằng đầu tiên sẽ là thằng normal. Thằng tiếp theo sẽ là thằng zoom. Ok, và thằng cuối cùng là cái thằng deep, tức là cái thằng sâu ấy. Đấy, như này. Ok, rồi. Bây giờ thì chúng ta cần phải viết xử lý cho 3 cái này. Thì phần xử lý của cái này thì các bạn sẽ tham khảo ở đâu? Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Cái trang này này, nó nằm trên cái trang Android Developer. Tức là đây nó đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết, cụ thể. Nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái thằng ViewPager 2 này. Đây, các bạn để ý này. Slide between fragment using ViewPager 2. Đó, thì đây là tài liệu chính thống rồi. Các bạn không cần phải đi đâu đọc cả. Các bạn lên trên này, các bạn xem hướng dẫn nó làm như thế nào. Đây, các bạn để ý này. Đây, các bạn kéo xuống cho mình cái phần... đây, customize the animation you paste transformer. Đó, ở đây thì nó, đây, đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng zoom out. Đây các bạn để ý này. Ok,
nó giống với lại cái tutorial mình demo không? Đây các bạn, mình sẽ thử cho các bạn xem. Đó. Đây thì các bạn kéo xuống phần này, nó có hướng dẫn cả code của Kotlin, của code của Java rồi. Đây. Các bạn chỉ cần copy thôi, chúng ta không phải làm gì cả. Đây mình ví dụ như ở đây là cái thằng này nhá, mình sẽ copy một cái thằng. Mình sẽ tạo ra một cái class này. Mình đặt tên giống như của nó luôn. Mình ấn OK. Đó, sau đó mình lên trên này mình copy nguyên cái class của nó. Đây. Rồi, mình sẽ thay thế vào trong cái class của mình. OK, các bạn import cái thằng ViewBuilder 2 này, các bạn import cái thằng view. Đó, nó hết báo lỗi rồi đó. Vậy là cái thằng đầu tiên là cái thằng zoom out. Cái thằng tiếp theo là cái thằng đâu nhỉ? Đây. Cái thằng deepfake này, transformer này, các bạn nhìn thấy này. Đó. Tương tự. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái class như thế này. Rồi mình ấn OK. Rồi mình sẽ vào trong thằng này, mình sẽ copy cái này. Rồi, OK, mình sẽ import thư viện ViewPager 2 này, view này. Rồi, ở đây là có một cái require API 21, tức là như thế nào? Tức là cái animation này nó sẽ hoạt động từ cái Android 21 trở lên. Đấy các bạn để ý cho mình nhá. 21 tức là Android 5 đấy. OK. Rồi thì sau khi mà có hai cái thằng transformer này rồi ấy, thì các bạn sẽ vào trong này thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính này. Đây các bạn gõ ViewPager 2 các bạn chấm set. Đây các bạn để ý này. Đây nó có một cái thuộc tính set page transformer. Thì các bạn chọn cái này. Thì với cái thằng normal ấy thì các bạn sẽ truyền truyền null vào cho mình, tức là nó sử dụng cái hiệu ứng bình thường. Còn với hai cái thằng này thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái class mà chúng ta vừa tạo tương ứng. Thằng đầu tiên thì sẽ là một thằng zoom out page transformer. OK. Cái thằng tiếp theo ấy thì tương tự thôi. Chấm set này, chúng ta sẽ new cái thằng đây, deep transformer. Đó, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta hãy thử build lên xem cái kết quả chúng ta thu được sau khi mà chúng ta xử lý logic như thế này như thế nào. OK. Thì lý do tại sao thì mình lại thiết kế cái tutorial có những cái thằng radio group như thế này, bởi vì là khi mà các bạn demo ấy thì khi mà các bạn chỉ cần tích chuyển một phát là chúng ta sẽ chuyển ra một cái chế độ mới thì các bạn đỡ phải build lại, đúng không? Nếu như mà các bạn cứ build đi build lại nhiều lần ấy, thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Nhân tiện đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn cách chúng ta sử dụng cái thằng view group luôn. OK. Rồi đây các bạn nó đã build xong rồi này. Đây các bạn để ý. Đây, cái tutorial của chúng ta có tên là ViewPager 2 Android Tutorial. Đầu tiên là ba cái giá trị mặc định left to right, horizontal và normal thì chúng ta sẽ đây giống như cái thằng ViewPager cũ. OK. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử right to left này. Đây các bạn sẽ vuốt right to left fragment 2, fragment 3. OK. Rồi, chúng ta sẽ thử theo chiều dọc vertical. Đây. Đó. 1 2 và 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để lại cái hiệu ứng này, chúng ta sẽ thử cái page transformer, đầu tiên là cái zoom out. Đây. Chúng ta sẽ kéo lại bên này này. Đó. Đây các bạn kéo mạnh sang bên này một chút. OK. Rồi. Đến cái thằng này thì các bạn lại kéo sang bên này. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó. OK. Rồi. Thì hai cái transformer mà mình giới thiệu ở đây là cái zoom out với lại cái deep này này thì các bạn nó đã hướng dẫn rất là chi tiết, nó có cả code đầy đủ ở trên cái thằng Android Developer rồi. Thì nếu như mà bạn nào mà muốn tìm hiểu cái logic nó như thế nào ấy thì các bạn lên trên này các bạn tìm hiểu nhá. Mình ở đây thì mình chỉ copy thôi và mình demo cho các bạn nó hoạt động giống như cái nó hướng dẫn thôi. OK. Rồi, vậy là cái video này thì mình tạm dừng ở đây thôi. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái điểm cải tiến hết sức là tuyệt vời trong cái thằng ViewPager 2 so với lại cái thằng ViewPager cũ. OK. Thì đây cũng là những cái mà các bạn sẽ gặp phải trong những cái project thực tế, thì các bạn sẽ lựa chọn cái control mà các bạn muốn sử dụng sao cho nó đáp ứng được cái yêu cầu của cái dự án của các bạn. OK. Thì hẹn gặp tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Nếu như mà thấy nội dung mình chia sẻ hay thì các bạn hãy cho mình một like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình, bật chuông để có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.